chiều ngày 27 tháng 11, trường trung học cơ sở Lương Khánh Thiện thực hiện chuyên đề cấp quận môn giáo dục công dân 9, đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá theo cấu trúc đề thi vào 10 qua tiết 12, bảo vệ hòa bình. Tham dự chuyên đề có lãnh đạo chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo quận, đại diện ban giám hiệu giáo viên dạy môn giáo dục công dân năm học 2024-2025. Cô giáo Ngô Thị Hường và các em học sinh lớp 9A5 lên lớp tiết 12 7 năm bảo vệ hòa bình. Tiết dạy diễn ra trong thời gian 50 phút với hình thức dạy học linh hoạt sáng tạo tích cực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên đã giúp các em học sinh hiểu được thế nào là hòa bình và bảo vệ hòa bình các biểu hiện của hòa bình giải thích được vì sao cần phải bảo vệ hòa bình nhận ra được những biện pháp để thúc đẩy và bảo vệ hòa bình biết lựa chọn và tham gia những hoạt động phù hợp để bảo vệ hòa bình phê phán xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa từ đó các em nhận biết được sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình đồng thời tự điều chỉnh và nhắc nhở giúp đỡ bạn bè người thân lựa chọn và tham gia những hoạt động phù hợp để bảo vệ hòa bình phê phán xung đột sắc tộc và chiến tranh phi nghĩa thông qua thiết dạy của chuyên đề cũng đã phát huy năng lực và phẩm chất cần thiết của các em học sinh đó là năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày thảo luận và làm việc nhóm thông qua hoạt động năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành vận dụng phẩm chất yêu nước nhân ái và trách nhiệm trong việc bảo vệ hòa bình của các em Hội nghị thảo luận sau thuyết dạy chuyên đề đã diễn ra với mục đích trao đổi thảo luận về nội dung bài dạy, đồng thời đưa ra những giải pháp để giảng dạy tốt hơn môn Công dân lớp 9 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt chuẩn bị các kiến thức tốt nhất cho các em học sinh trong kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông.